Nih guys. Dah. Seru ya kayak gini, seru rupanya guys ya. Nanti kalau Instagramku penuh gimana ini? 1, 2, 3. Kak Nana masuk ini. Gak apa-apa. Banyak guys, coba kalian lihat. Gak apa-apa, lagi. Ih, gak kerik, gak kepoto Kak Nana ini. Udah, Kak Nana namanya banyak kali, sudah. Sudah, jaganya banyak. Udah, diem aja. Mary, Mary, namanya satu aja, jangan CF. Guys, salahin Kak Nana, nama kalian tertutup sama I love you. Kalau lagi besar-besar yang komentar itu tertutup sama Gip. Cantiknya aku. Banyak lo guys. Aduh, fan Vida tidak itu, tidak ini. Udah ku upload banyak kali sampai penuh. Itu guys, kalian ditutupin ini. Emang ditutupin sama I love you. Banyak guys. Ih, sudah. Nanti suamiku nonton di Instagram. Apa ini manusia? Ditinggal suami sehari. Sudah pusing. Ini guys. Coba lihat ini. Sudah ya teman-teman, besok-besok lagi ya. Besok-besok lagi nanti nama kalian ku masuki Instagram ya. Sudah capek belum? Capek aku. Kalian capek, aku pun juga capek. Belum juga sehari, Pi. Oh ya udah, belum penuh soalnya. Ayo kita penuhin. 1, 2, 3. Kita penuhin, 1, 2, 3. Selavi, Selavia, Kak She udah masuk ya. Wiwin, dari tadi nama Wiwin ini kau spam ya Wiwin? Wiwin, kau dirimu spam. Satu, dua, tiga. Ih, nggak kepoto guys, bentar guys. Separuh guys, separuh. Sabar. Disuruh tapping nama kok kau tapping gantian, coba kayak kalian lihat ini orang-orang ini, coba disuruh tapping nama lah dia tapping gantian. Apa ini manusia itu? Pasti Vidat, ada logo kelinci, jangan-jangan kau Vidat. Seru Mi. Iya, tapi jangan ditutupin, I love you. Nanti foto lagi. Mày ăn cơm chưa? Chưa. Tại sao chưa ăn? Đợi một tí. Làm gì đấy? Ở đây. Lớp à? Dạ. Phở nói mọi người cheese, phở photo. Trông nhìn Instagram. Trong ăn cơm chưa? Trong ăn rồi. Trong ăn gì? Trong ăn cơm con gà.
Mọi người ghen tị. Trong ăn gì? Trong ăn rồi. Ăn gì? Ăn cơm con gà, chúng nói rồi, ok. Ok. Vợ không nhỉ? Hay bông à? Ừ. Cháu đang ở đâu? Ờ, chung. Cái gì? Ừ, giật ca mình. Ok, vợ đang nói cho dân mọi người. Mọi người phải nói một, hai, ba, cheese nhá. Mọi người có rồi. Ừ. Vợ không uống lạnh nhá. Không có trống, ở đây. Ơ để lại ở đâu? Hết rồi. Không ăn lạnh nhá. Không có. Vợ có ăn xôi chưa? Không ngon. Không ngon đúng không? Chồng nói rồi mẹ đẻ. À, nói vu mua bò vợ cu kinh nhá. Mua bò à? Thế vợ nói vu đi. Vợ là mua bò chị đâu? Vợ nói vu không biết. Ở mua thịt bò là nó biết. Mua thịt bò. Ừ đúng rồi. Ok. Nhá. Chồng nghỉ một tí nữa, chồng làm việc nhá. Mày giờ chồng làm việc. Chồng 8 giờ go make up, 9 giờ làm việc. Make up ai? Không biết, vợ hỏi Ngọc Mai Trai, ai mà biết được. À, trong nói Ngọc Mai Trai nha, xin lỗi nha, Tuấn không đi. Nha. Ok. Chồng ơi, ở đây có búp búp à chồng? Ở đâu? Mưa. À, có sấm à? Không sợ. Có mà, sợ mà, có lạnh. Có lạnh à, thế chồng về chồng ôm nhé. Dạ. Tại sao không nhớ à? Nhớ. Nhớ đi về đi. Đi ai làm việc? Có làm việc có cái gì? Trong làm việc thì tao sớm. Đúng. Trong làm việc có cái gì? Có tiền. Tiền gịp ai? Trong gịp trong. Gịp ai? Nói đi. Nói đi. Gịp ai? Gịp vợ. Gịp ai? Gịp gia đình. Gịp ai? Gịp con. Đúng. Gịp vợ không? Có. Có một tháng hai mấy châu, bốn mấy châu. Không một tháng một ngày nè. Một ngày chồng gịp vợ nè. Mấy châu đúng không nè châu? Có 30. 30 có một tháng là 30 ngày. 30 ngày có mấy triệu? Là 300 triệu. 300 triệu. Để nơi phát. Nơi phát giờ chồng. Mai tôi đi vặt lá cây tôi phơi nhá. Không. Màu đằng hạt. Ở trong lép màu à? Màu lép trồng à? Không, màu ở đất villa. Ừ. Có game, màu có lép game. Ừ. Có lút, tôi lút lép cái gì chồng? Ai á, Phùng Su đi nha. Vợ. Vợ nói Phùng Su đi ngủ ở đây nha. Ừ. Đợi một tí. Đi chậm thôi. Ok mà. Ok. Quay đi, chưa thấy đăng ký. Khi nào về. Quay cho nó về được thì thôi. Rồi. Được, đẹp. Ok. Chào ơi, biết lúc rồi này.
chồng nha. Không. Okay. Ăn nhiều nè, có đít to. Không ăn nhiều thì con đói đấy. Con đói nè, bố bố đi về nha, bố bố đi về. Ok cháu, cháu vợ ăn nhá. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chúc chồng ngủ ngon. Cái gì mà ngủ ngon? Là chồng nói chồng ngủ một chút. Ai? Không, chồng nghỉ chứ không phải ngủ. Nghỉ xem ngủ mà. Nghỉ là cái gì? Nghỉ là nằm thôi. Không ngủ. Chúc chồng nghỉ. Chúc chồng nghỉ nha. Chồng nghỉ. Đúng không? Chúc chồng ngủ ngon. Chúc chồng nghỉ ngon. Nghỉ ngon. Được không chồng? Ở chồng nghỉ đi. Ngủ. Đi ngủ. Nghỉ nè, nhắm mắt đúng không? Không, không nhắm mắt. Ở đây. Nghỉ là xem phim, vợ xem phim. Đúng rồi, vợ nói chúc chồng nghỉ ngon. Không, chồng nghỉ đi. Chồng nghỉ đi. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye. Guys, terima kasih yang sudah nonton. Aku mau off dulu ya, mau makan. Bentar lagi maghrib. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chúc mọi người đi nhá. Chúc mọi người đi nhá. Đi mọi người đi. Đi đi. Assalamualaikum.